Các bạn thân mến, hôm nay thì tôi mời các bạn cùng tôi đi hái một loại cây, một loại lá cây về để làm thuốc nha các bạn. Cái loại lá cây này thì ở vùng quê bên dưới chúng tôi cũng không nhiều, nhưng công dụng của nó thì là rất là tuyệt vời. Tôi xin mời các bạn cùng tôi đi hái về, chúng ta lấy cái lá cây này để chúng ta trị một căn bệnh mà hiện nay là rất nhiều người mắc phải, đó là mỡ máu nha các bạn. Có nghĩa là khi mà chúng ta đi bệnh viện á, thì các bác sĩ kiểm tra máu của chúng ta nói là máu của chúng ta, mỡ trong máu chúng ta rất là cao, nên là chúng ta có nguy cơ là cao huyết áp đó. Bởi vì mỡ trong máu cao thì nó sẽ làm cho cái mạch máu của chúng ta là lưu thông kém. Lượng mỡ ở trong máu cao thì vậy. Ở đây. Đó, nó đây các bạn. Ở đây. Đấy. Cái cây này thì vùng quê bên dưới chúng tôi gọi một cái tên rất là thân quen. Cây lá vối nha các bạn. Nó có rất là nhiều công dụng. Nhưng mà bữa nay thì tôi xin mời các bạn cùng tôi đi hái cây về, cái lá cây này về thì để trị một căn bệnh mà rất là nhiều người mắc, đó là căn bệnh mỡ máu ha các bạn. Bây giờ tôi hái lá này về. Đây cây đây rất là lớn. Đó. Đây thưa các bạn. Đó, đây. Đấy, rất là lớn. Thôi tôi hái, mình hái cái lá ở thấp dưới này đi. Nghĩa tôi về tôi mới xin chia sẻ với các bạn là cái công dụng tuyệt vời của cây lá vối này. Trị rất là nhiều thứ bệnh. Nhưng mà hôm nay tôi chỉ xin phép gửi tới các bạn là nó có công dụng là trị mỡ máu tuyệt vời nha các bạn. Đó, thôi chúng ta về. Các bạn thân mến, trên bàn quay của tôi đó là nhánh lá vối mà tôi vừa đi hái về để sử dụng không chỉ là điều trị bệnh mà còn là ngăn ngừa những căn bệnh đang manh nha xuất hiện trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày. Thưa các bạn, trong lá vối thì có rất nhiều chất tannin, một số khoáng chất và một số vitamin, và có khoảng 4% tinh dầu mùi thơm dễ chịu. Nói lá vối, có thể rất nhiều bạn đã biết, đã và đang sử dụng, nhưng cũng có thể các bạn sử dụng hàng ngày. Tuy nhiên thì chưa chắc các bạn đã hiểu hết, biết hết công dụng tuyệt vời của nó. Thì bữa nay thì tôi cũng xin chia sẻ với các bạn những công dụng tuyệt vời của lá vối nói riêng và nụ vối nói chung. Nó có cả nụ vối nữa, nhưng mà bởi vì buổi chiều tôi đi hái cái, lúc tôi đi hái cái cây này dù rất lớn thế nhưng mà nó cũng chưa có nụ ha các bạn. Đó, và theo như dân gian thì cái lá vối có hai loại, một loại là lá vối nếp và một loại là lá vối tẻ. Thế thì tôi thì những cái lá mà nhỏ thì là gọi là lá vối nếp, còn lá lớn là lá vối tẻ. Thế nhưng mà theo như mà những nhà nghiên cứu về viện dinh dưỡng thì người ta chưa có phân biệt được là công dụng của lá vối nếp và công dụng của lá vối tẻ có khác nhau hay không. Thế cho nên là hôm nay tôi chỉ hái được cái lá vối mà rất là lớn. Đó, nó vậy đó. Thế thì tôi cũng xin chia sẻ với các bạn mà có thể rất là nhiều bạn chưa biết công dụng của nó. Thế, hoặc là biết, chỉ biết sơ sơ thôi. Thế mà hàng ngày thì nhiều khi là có rất là nhiều các bạn là đã sử dụng, nhưng mà các bạn chỉ biết sơ sơ về công dụng của lá vối thôi. Thế nhưng hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn rất là sâu về công dụng của cái lá vối này để trị rất là nhiều thứ bệnh. Và một bệnh quan trọng nhất phòng và trị bệnh đó là cái bệnh mà về đường tim mạch, có nghĩa là về cholesterol. Đó vậy á. Mỡ máu á các bạn, nói chung là mỡ máu đó. Thế thì tôi muốn lấy về để chia sẻ với các bạn là công dụng tuyệt vời của cây lá vối này
để về vấn đề là trị mỡ máu. Là nếu mà trị mỡ máu có nghĩa rằng là phòng và ngừa cao huyết áp đó các bạn. Đó. Thế bây giờ là tôi cũng xin phép các bạn là chia sẻ như vậy, bởi vì tôi biết là rất nhiều các bạn cũng đã từng xài cây lá vối này để uống nước hàng ngày, nhưng mà các bạn có thể là chưa hiểu hết công dụng tuyệt vời của nó nha các bạn. Đó. Thế thì cây lá vối hoặc cái lá vối trên cái bàn quay của tôi đây này thì nó có công dụng trị bệnh gì? Đấy. Thì nó trước tiên thì chúng ta nói là đây nó này. Đây. Trước tiên á mà chúng ta thì nói nó phải là viêm gan vàng da. À, nó trị được cái bệnh viêm gan vàng da nha. Nó thanh nhiệt lợi tiểu, chống viêm, tiêu sưng, rồi đầy bụng ăn không tiêu. Và một căn bệnh nữa mà rất nhiều người thường gặp là cái bệnh là viêm đại tràng mãn tính, nó cũng trị được luôn. Đó. Thế thì theo công trình nghiên cứu của Viện Dinh dưỡng Việt Nam á, được kết hợp với một trường đại học của Nhật Bản á, mà nghiên cứu, người ta nghiên cứu 6 năm trời ròng rã nha các bạn. Và nghiên cứu cái nụ vối và cái lá vối này á, thì trị được một căn bệnh rất là hữu hiệu, đó là bệnh đái tháo đường. Thế thì cái viện nghiên cái công trình nghiên cứu của Viện Dinh dưỡng Việt Nam á, thì đã được đưa vào sử dụng đó ha, là điều trị bệnh đái tháo đường hiệu quả cao. Thế theo nghiên cứu thì cơ thể chúng ta thì nếu như mà uống nước lọc nước trắng á, thì chỉ sau một thời gian 30 đến 50 phút thôi, cơ thể sẽ đào thải hết. Đó, nếu mà chúng ta uống nước trắng đó nha, chỉ trong vòng 30 đến 50 phút là cơ thể sẽ đào thải ra hết. Thế nhưng chúng ta mà uống nước lá vối thì trong khoảng thời gian đó thì chỉ thoát được ra 1/5 thôi, lượng nước mà đã uống vào. Thế còn phần còn lại sẽ được thải ra từ từ, chứ không phải là như là nước trắng là thải ra chỉ 30 đến 50 phút là thải ra hết. Thế nhưng mà cái điều đó thì cũng chẳng nói lên điều gì cả. Thế cái điều mà đáng nói nhất, quan tâm nhất ở đây là điều trị bệnh đái tháo đường như thế nào. Thế mà Viện Dinh dưỡng Việt Nam đã đăng ký quyền sở hữu trí tuệ tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam. Đó, như thế của các bạn. Cho nên các bạn thường ngày uống lá vối, các bạn không có hiểu được là cái công dụng trị bệnh vô cùng hiệu quả của nó nha các bạn. Đó. Nhất là về cái Viện Dinh dưỡng của Việt Nam mình ấy, đã nghiên cứu và đã đăng ký tại Cục Sở hữu. Xin nói cho các bạn một lần nữa này, là cái công trình nghiên cứu của Viện Dinh dưỡng Việt Nam đã đăng ký quyền sở hữu trí tuệ ở Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam nha. Đó. Về cái công trình là cái nụ vối và cái lá vối này nè, điều trị bệnh đái tháo đường rất hiệu quả. Đó, đã nói cho các bạn nghe như thế. Thế thì cái theo như là cái công bố của Viện Dinh dưỡng á, thì nụ vối hoặc lá vối á, thì nó bình ổn đường huyết lâu dài này, hỗ trợ giảm mỡ máu, rồi chống oxy hóa, rồi bảo vệ tổn thương tế bào beta tuyến tụy. Đó. Cái gì nữa là phòng ngừa đục thủy tinh thể ở bệnh đái tháo đường. Đó. Toàn những cái bệnh là rất là quan trọng. Thế nhưng mà cái lá vối này, sử dụng cái lá vối này ấy, thì nó có thể điều trị được như vậy. Đó. Thế rồi giảm mỡ máu, rồi giảm cholesterol. Đó. Nếu mà giảm cholesterol đó, thì là đó là căn bệnh mà tôi hôm nay ấy, bởi vì tôi thì không bị đái tháo đường. Thế mà tôi chỉ cần là giảm cholesterol trong máu, có nghĩa là tôi muốn là phòng ngừa và điều trị cái bệnh tim mạch cho các bạn. Bởi vì tuổi ngày càng cao thì cái hệ thống tim mạch của chúng ta là nó cũng giảm đi rồi. Thế chúng ta là phải, quan trọng nhất là cái hệ thống tim mạch đó. Thế chúng ta phải làm sao mà phòng ngừa nó. Tất nhiên là tôi cũng bệnh cao huyết áp của tôi thì cũng không có. Thế nhưng mà mình cứ phòng ngừa, phòng bệnh hơn chữa bệnh mà các bạn. Đó.
Thế hơn nữa là cái lá vối này, cái nụ vối này, cái lá vối này ấy, thì nó giảm cholesterol đó. Thế thì bây giờ tôi xin nói sâu một chút xíu cho các bạn là về là cholesterol. Nhiều bạn có nói là cô tôi không hiểu cholesterol là gì đấy, mà nó giảm được cholesterol đó. Thế rồi cholesterol thì nó có hại gì cho chúng cơ thể chúng ta, và tôi cũng xin chia sẻ những cái gì mà tôi hiểu biết được, tôi cũng xin chia sẻ cho các bạn như thế này. Cholesterol đó là một chất béo có trong màng tế bào của đại đa số các mô tổ chức trong cơ thể của mình này đó. Nó cholesterol là vậy đó. Đấy. Thế rồi và chúng được vận chuyển trong huyết tương. Đấy. Nguồn gốc của cholesterol ấy thì phần lớn là do thức ăn được gan tổng hợp, nên từ các chất béo bão hòa, và vật phần nhỏ là do cholesterol nó được hấp thụ trực tiếp từ thức ăn mà chúng ta ăn vào. Đó. Thế thì đặc điểm của cholesterol nó là không thể tan trong máu. Khi di chuyển đến các tế bào thì cần phải nhờ vào các lipoprotein. Đó. Thế cái lipoprotein này ấy, thì là cái chất gì? Là cái chất mà do gan tổng hợp ra. Cái chất này nó tan được ở trong nước. Đấy, nó mang theo cholesterol. Đấy. Và cholesterol là do cơ thể tự sản xuất ra. Đấy. Nếu như mà cholesterol mà tự cơ thể sản xuất ra thì nó các nhà chuyên môn gọi là cholesterol là tốt. Thế còn cái cholesterol mà chúng ta ăn vào thì các nhà khoa học thì gọi là đó là cholesterol xấu. Đó, đấy vậy vậy đó. Thế thì khi mà cái cholesterol xấu mà chúng ta ăn vào á, cái lượng mà cũng xin nói lại cho các bạn hiểu như là cholesterol là cholesterol mà do cơ thể tự sản xuất ra thì là gọi là cholesterol tốt. Thế còn cholesterol mà chúng ta ăn vào á thì là cholesterol xấu. Đấy. Cho nên là cơ thể đã tự tạo ra được cholesterol rồi, tốt rồi, mà chúng ta ăn vào thì đều là dư thừa hết. Thế mà cái cholesterol mà dư thừa thì nó sẽ vô cùng có hại cho mạch máu của chúng ta. Đó. Bởi nó không tan được trong máu mà. Đấy. Đấy. Thế khi mà có quá nhiều cholesterol xấu á, mà được đưa vào á, thì các mảng của thành động mạch ấy, dần dần bị hẹp đi. Thế thì kết hợp với các cái chất mảng ở trong thành động mạch ấy, thì tạo thành những mảng xơ vữa. Đó, nguy hiểm chưa? Đấy, ở đây thì khi mà cái dòng máu của chúng ta qua đây thì bị mắc lại, tắc nghẽn và đóng lại thành những cái cục máu mà chúng ta thường hay gọi là cục máu huyết khối đó, huyết khối cục bộ. Đấy, có nghĩa là bởi vì cái thành mạch của chúng ta bị các mảng xơ vữa do cholesterol chúng ta ăn vào á, rồi kết hợp với cái mảng ở trong mạch máu á, nó đóng cục lại, nó mắc. Thế nên là cái dòng máu chúng ta đi qua không có được, nó đóng thành luôn, đóng lại thành cái cục chúng ta gọi là huyết khối cục bộ đó. Đó. Thế thì nguy hiểm chưa? Đó. Thế là khi mà cái dòng máu của chúng ta mà đi đến đó mà không đi được, phải đóng lại thành những cái cục cục bộ thì rất là nguy hiểm. Khi đó cái lượng oxygen trong máu của chúng ta sẽ không cung cấp đủ cho tim được nữa. Đó, bởi nó mắc rồi. Nó mắc đóng cục, nó bít lại cái đường rồi, động mạch rồi. Thế làm sao mà cung cấp đầy đủ cho tim? Thế nguy cơ là suy tim và đau tim là rất là cao. Đấy, khi khi mà máu lên não thiếu á, thì chúng ta có thể đột quỵ. Đó là nguyên nhân đột quỵ, là do là cái thằng chủ yếu là cái do thằng cholesterol chúng ta ăn vào. Chứ còn cơ thể chúng ta thì sản xuất cholesterol là luôn luôn là đủ rồi, chúng ta ăn vào là lúc nào cũng dư thừa hết á. Đó. Thế mới nguy hiểm. Thế thì có một câu hỏi đặt ra nữa là thế thì lượng chúng ta ăn vào đó là có chứa nhiều cholesterol, nó là thức ăn gì đấy, để chúng ta ngăn ngừa hoặc là chúng ta giảm đi. Thì thưa các bạn rằng như thế này, cái thức ăn mà chúng ta mà ăn vào mà có rất là nhiều cái cholesterol dư thừa là sữa là một này, trứng là hai này, não động vật là ba này, rồi cái thịt đỏ là bốn này, rồi lòng lợn là năm này, lòng bò là sáu này, lòng gà là bảy này đó, và vân vân. Những cái thứ đó là rất là nhiều cholesterol đó. Thế mà toàn những là cái món khoái khẩu của chúng ta thôi, nên là rất nguy hiểm là như thế này các bạn.
Thì chúng ta ăn những cái đó vào hàng ngày thì chúng ta tăng cái lượng cholesterol xấu vào cơ thể chúng ta, rồi nó tăng nguy cơ là nghẽn cái động mạch đó, rồi tăng nguy cơ là mồ huyết khối, rất là nguy hiểm như thế. Nhưng đó là tôi giải thích cho các bạn theo sự hiểu của tôi là về cholesterol là gì. Thế nhưng mà hôm nay là chúng ta cần là cần lấy cái lá vốn này về để trị cái bệnh gì, nó sẽ trị cái bệnh là cholesterol này đó, thấy các bạn đó. Thế thì là khi mà chúng ta lấy về rồi á, chúng ta uống cái nước lá vối hàng ngày thì nó sẽ có thể là làm cho là cái lượng cholesterol trung hòa, chúng ta ăn vào trung hòa nha đó. Đấy, thì là cái mạch máu của chúng ta sẽ không bị nghẽn đó. Thế nhưng mà là một câu hỏi nó đặt ra là bây giờ lấy về đây rồi, thế thì chúng ta chế biến làm sao, chúng ta uống làm sao? Thế xin thưa các bạn, tôi đã chuẩn bị sẵn đây này ha các bạn ha. Đây thưa các bạn, tôi đã chuẩn bị đây cái bình này. Đó. Chúng ta thì mỗi ngày chúng ta chỉ nên uống như là 1 lít nước lá vối này thôi. Thế. Và chúng ta uống vào lúc nào? Thì chúng ta uống vào lúc chúng ta đã ăn no, hoặc là cùng là sau bữa ăn hay các bạn, chứ không nên uống vào nước lá vối này vào lúc đói ha. Đó. Thế thì chúng ta liều lượng làm sao? Thì dân người biên giới chúng tôi thì nếu mà cái lá vối mà lớn như thế này thì chúng tôi chỉ cần là 5 lá thôi. Đó, 5 lá rửa sạch, 5 lá này hay các bạn. Đây, 5 lá này. Đây, chúng ta rửa sạch ha. Chúng ta cho vô cái bình. Đây, đó bình đó. Và đây bình này. Và 1 lít nước chúng ta đun sôi, chúng ta hãm vô cho ở đây luôn. Đây. Đó. Các bạn. Đấy. Đó, chúng ta cho vô đây, chúng ta hãm vô đây. Đó. Đấy, chúng ta đậy lại. Thế chỉ trong vòng 10 đến 20 phút là chúng ta đã có đây, chúng ta đã có như là một cái bình nước lá vối tuyệt hảo để chúng ta uống ha các bạn. Đây. Thì các bạn thân mến, đấy sau thời gian khoảng 5 đến 10 phút chúng ta đã có một bình lá vối. Đó, đây. Và nước nó đã ra đây ha. Nó có một cái màu rất là đẹp, đặc trưng. Thế và có một mùi thơm ngay ngải nha các bạn. Uống rất là tốt cho sức khỏe. Đấy. Chủ yếu là do hệ tim mạch, nó chữa được rất nhiều bệnh. Nhưng mà hôm nay chủ yếu là tôi xin gửi tới các bạn là cái công dụng giảm cholesterol của cái lá vối này. Mà theo như Viện Dinh dưỡng Việt Nam đã được Cục Sở hữu trí tuệ, đã đăng ký ở Cục Sở hữu trí tuệ là chữa bệnh về đái tháo đường và giảm cholesterol trong máu. Đấy. Chính lý do đó cho nên là hôm nay tôi mới gửi tới các bạn, chia sẻ với các bạn một cái bài thuốc rất là hữu hiệu mà vừa là để phòng bệnh, vừa là để chữa bệnh. Đấy. Cũng xin gửi tới các bạn. Đây, được là vui rất là đó, các bạn không? Các bạn cũng xin nói lại với các bạn rằng là một ngày chúng ta chỉ nên uống là 1 lít nước lá vối này thôi nhé. Và liều lượng là 5 cái lá vối lớn và 10 cái lá vối nhỏ. Nếu mà lá nhỏ, lá lớn thì chúng ta lấy 5 lá và chúng ta pha 1 lít nước rồi chúng ta uống. Như vậy là để ngăn ngừa là cái lượng cholesterol xấu mà chúng ta ăn vào để cho nó có hại cho hệ thống tim mạch chúng ta. Hay các bạn, đây, tôi xin, đó.